tướng Mỹ nêu lối thoát cho Nga-Ukraine sau 6 tháng xa lầy xung đột. Cô gái Việt đâm chết người tại đồn cảnh sát Nhật. Giá xăng giảm, giá dầu tăng vọt, điều chưa từng xảy ra. Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường cho xe đạp. Nhiều cha mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục lên Facebook nhờ tìm con mất tích. Vụ lập biên bản phụ huynh không cho con tiêm vaccine COVID-19, lãnh đạo thành phố Mông Cái nói gì? Phương vâng, Anh xin kính chào quý vị và các bạn đến với điểm tin tối ngày mùng 5 tháng 9 của DKN News. Và ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Tướng Mỹ nêu lối thoát cho Nga-Ukraine sau 6 tháng xa lầy xung đột. Theo ông Mark T. Kimmet, tướng lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, việc duy trì cuộc xung đột ở Ukraine đang ngày càng trở nên khó khăn đối với NATO, vì vậy Kyiv phải nghĩ đến việc đàm phán với Nga. Ông Kimmet cho rằng, gói viện trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho Ukraine vào tháng trước bao gồm các hệ thống lỗi thời hơn và kém hiện đại hơn. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy tỷ lệ sử dụng vũ khí trên chiến trường đã vượt quá khả năng sản xuất, đến mức lượng vũ khí trong kho để cung cấp cho Ukraine gần như cạn kiệt. Việc các nước NATO phải đối mặt với kho vũ khí tiên tiến cạn kiệt có thể đồng nghĩa với một cuộc xung đột kéo dài giữa Ukraine và Nga. Kịch bản này có thể dẫn đến nhiều sức ép hơn cho các quốc gia phương Tây muốn hỗ trợ Ukraine, những nước đang phải đối mặt với tình trạng lạm phát kéo dài, thiếu khí đốt và sụt giảm sự ủng hộ của công chúng. Ông Kimmich, người từng giữ vị trí trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề chính trị, quân sự từ năm 2008 đến 2009, đã đề xuất bốn cách để đẩy nhanh việc giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine chiến sự đã bước sang tháng thứ Bảy và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lựa chọn đầu tiên là xem xét kỹ các kho vũ khí của NATO, đồng thời cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà cho đến nay một số thành viên NATO vẫn chỉ hoãn chuyển giao do nhu cầu phòng thủ của họ. Ông Kimmit nhận định, Mỹ và các đồng minh châu Âu cũng có thể tăng cường sản xuất các hệ thống vũ khí theo đề nghị của chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, tướng Mỹ thừa nhận động thái này cũng không thể tác động ngay lập tức đến tình hình thực địa. Lựa chọn thứ ba là phương Tây có thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống vũ khí tầm xa hơn như tên lửa ATACM, tiêm kích F-16 và hệ thống phòng không Patriot, đồng thời mở rộng các quy tắc để tham gia tấn công các mục tiêu ở Crimea và có thể ở Nga. Tuy nhiên, tướng Mỹ cảnh báo động thái leo thang này chắc chắn sẽ phải đối mặt với phản ứng từ Moscow và tạo ra nguy cơ xung đột lan rộng khắp châu Âu. Theo ông Kimmich, giải pháp cuối cùng là Ukraine thúc đẩy một giải pháp ngoại giao tạm thời mà không hoặc kèm theo nhượng bộ lãnh thổ. Hồi tháng 5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng hòa đàm giữa Nga và Ukraine tiếp tục bế tắc. Ông cáo buộc Kyiv liên tục thay đổi lập trường, đồng thời khẳng định Ukraine có thể chấm dứt xung đột bất cứ lúc nào bằng cách chấp nhận các điều kiện của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine mới đây tuyên bố, việc khôi phục hòa đàm với Nga chỉ có thể thực hiện nếu quân đội Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng của Ukraine. Ông cũng hoài nghi tuyên bố của Moscow, cho rằng nếu Nga thực sự muốn chấm dứt chiến tranh, họ sẽ không tập hợp quân dự bị ở miền nam Ukraine. Cô gái Việt đâm chết người tại đồn cảnh sát Nhật một người phụ nữ Việt Nam 35 tuổi đã bị bắt khẩn cấp sau khi đâm chết một người đàn ông tại khu vực gần đồn cảnh sát ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, Nhật Bản hôm 5 tháng 9. Theo đài Nippon TV, nữ nghi phạm tên Lê Thị Ngọc Hạnh, quốc tịch Việt Nam bị bắt tại đồn cảnh sát khu Isogo, thành phố Yokohama vì tình nghi dùng dao đâm chết nạn nhân là Suyoshi Sakami vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 5 tháng 9 theo giờ địa phương. Nghi phạm trú ở phường Shiroishi, thành phố Sapporo, được biết, Hạnh đã đuổi theo nạn nhân với một con dao. Nạn nhân Sakami được cho là đã bị nghi phạm đâm trong một căn hộ ở gần đồn cảnh sát. Nạn nhân người bê bết máu chạy vào đồn cảnh sát rồi gục xuống. Sau đó, Hạnh xuất hiện và bị cảnh sát bắt ngay lập tức. Sakami đã được đưa tới bệnh viện sau đó, nhưng anh đã không qua khỏi. Theo điều tra ban đầu, Sakami bị Hạnh đâm trong căn hộ trước khi cố gắng chạy đến đồn. Nghi phạm Hạnh, nhân viên công ty có địa chỉ tại Sapporo, miền Bắc Nhật, thừa nhận đã đâm nạn nhân. Cảnh sát Yokohama đang mở rộng điều tra nguyên nhân sự việc. Theo cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản ISA, hiện có gần 433.000 người Việt đang sinh sống ở nước này, chiếm 15,7% số người nước ngoài ở Nhật. Tuy nhiên tại Nhật Bản, Việt Nam đứng đầu danh sách các nước có công dân vi phạm pháp luật nước sở tại theo báo cáo của Bộ Công an trong hội nghị ở Hà Nội cuối tháng 6. Chuyển sang phần tin trong nước. Giá xăng giảm, giá dầu tăng vọt, điều chưa từng xảy ra giá xăng dầu có diễn biến trái chiều trong kỳ điều chỉnh ngày 5 tháng 9. Theo đó, giá xăng giảm còn giá dầu diesel tăng mạnh. Cụ thể, giá xăng E5 giảm 370 đồng một lít, giá bán là 23.350 đồng một lít. Giá xăng RON953 giảm 430 đồng một lít, giá bán là 24.230 đồng một lít. Giá dầu diesel 0.05S tăng 1.430 đồng một lít, giá bán là 25.180 đồng một lít. Như vậy, giá dầu diesel đã tăng mạnh, vượt giá xăng, đây là điều chưa từng có trên thị trường xăng dầu Việt Nam. Bởi lẽ từ trước đến nay, giá dầu diesel thường thấp hơn giá xăng. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục trích lập vào quỹ bình ổn giá với xăng E5 ở mức 451 đồng một lít, xăng Ron 95 là 493 đồng một lít, dầu ma rút 641 đồng một kg, không trích lập quỹ bình ổn giá với dầu diesel và dầu hỏa. Liên Bộ cũng không chi quỹ bình ổn giá với xăng, còn chi quỹ với dầu diesel là 300 đồng một lít, dầu hỏa là 100 đồng một lít. Hà Nội nghiên cứu thí điểm làn đường cho xe đạp trong kế hoạch chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 vừa ban hành, chính quyền thủ đô đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó có giả soát, bố trí các điểm đỗ xe tĩnh trong nội đô và trên địa bàn các quận, đầu tư hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi tại các đô thị, các công trình đảm bảo giao thông cho những người dễ bị tổn thương, nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. Những năm qua, Hà Nội thí điểm phân làn tách dòng phương tiện giữa ô tô, xe máy, xe thô sơ ở nhiều tuyến đường nhưng chưa có làn đường riêng cho xe đạp. Thành phố cũng nhiều lần có kế hoạch cho thí điểm dịch vụ xe đạp cho thuê tại một số quận nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Tính đến tháng 7 năm 2022, Hà Nội có hơn 7,6 triệu phương tiện, trong đó hơn 1 triệu ô tô, gần 6,5 triệu mô tô các loại, khoảng 180.000 xe máy điện. Riêng về xe đạp, nhiều năm qua không có số liệu thống kê từ các cơ quan chức năng của thành phố. Trong kế hoạch giảm ùn tắc giao thông 3 năm tới, Hà Nội cũng dự định huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển nhanh và đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch, đặc biệt là những công trình có vai trò giảm ùn tắc, đầu tư kết nối, khép kín các tuyến vành đai, trong đó tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện tuyến đường vành đai 3, 4, 5. Thành phố lên kế hoạch tăng tỷ lệ đất dành cho giao thông, đồng thời xây dựng các trạm dừng nghỉ theo quy hoạch để phục vụ nhu cầu thiết yếu dọc các tuyến đường quốc lộ và đường tỉnh, đảm bảo người lái xe không quá 4 giờ được dừng nghỉ nhiều ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh liên tục lên Facebook nhờ tìm con mất tích. Thời gian gần đây, nhiều vụ việc trẻ vị thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh mất tích, mất liên lạc với ba mẹ, gia đình phải cầu cứu cơ quan chức năng và cộng đồng mạng, khiến nhiều bậc cha mẹ hết sức quan ngại. Theo tổng hợp của phóng viên báo Thanh niên, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các em thiếu niên bỗng dưng biệt tâm, cha mẹ phải tốn vài tuần, thậm chí vài tháng để tìm kiếm và đăng tải nhờ cư dân mạng hỗ trợ. Đa phần, các vụ việc này đều liên quan đến việc trẻ sử dụng mạng xã hội, bị bạn bè, kẻ xấu dụ dỗ lôi kéo. Điển hình là vụ việc của em HMT, 14 tuổi, nhà trên đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8. Câu chuyện được chia sẻ chóng mặt trên báo chí và mạng xã hội sau khi ông Hoàng Minh Phúc thông báo con gái nhận 5 triệu từ người lạ rồi mất tích sáng ngày 31 tháng 7, đã 15 ngày nhưng vẫn chưa có tin tức gì của con. Sau đó chiều ngày 21 tháng 8, gia đình thông báo đã tìm thấy MT ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk sau khi nhận được tin báo từ một người dân địa phương có theo dõi vụ việc. Ngay lập tức, vợ chồng anh đã bắt chuyến xe sớm nhất từ thành phố Hồ Chí Minh để gặp mặt và đưa con gái về nhà. Thời điểm gặp ba mẹ, T đã tiêu hết số tiền 5 triệu và cũng đã bán chiếc điện thoại mang theo. Kể với gia đình, em T nói rằng số tiền 5 triệu mà em nhận được từ người lạ là tiền em kiếm được nhờ công việc tăng tương tác trên mạng xã hội cho khách hàng công việc em đã làm trước đó. Sau khi rút tiền, em thu dọn hành lý đến nhà một người bạn tên Hát quen qua mạng xã hội ở Nha Trang, rồi ở đó cho đến hôm 21 tháng 8 khi bạn lấy xe máy chở tê lên thành phố Buôn Ma Thuột để thăm người thân của bạn. Anh Phúc cho biết lời kể của con gái vẫn có nhiều điểm nghi vấn, nên đợi con bình tĩnh hẳn mới hỏi thêm cũng như chờ kết quả chính thức của cơ quan điều tra. Tương tự ngày 28 tháng 8 mới đây, gia đình cũng tìm thấy em ZKI 17 tuổi ngụ ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ở Bình Dương sau gần 2 tháng không có tin tức. Trước đó gia đình thông báo em mất tích sau khi đi lễ ở một nhà thờ ở quận 6. Kể với gia đình, em Y cho biết mình muốn tự lập kiếm tiền để nuôi sống bản thân nên có cùng bạn bè xuống Bình Dương để làm việc. Em làm móng, làm tóc ở một cửa tiệm suốt những tháng qua. Trong khi đó, vụ việc bé TTG t, t. Giờ, 13 tuổi mất tích ngày 30 tháng 5 cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Gia đình thông báo em giờ xếp ba bộ đồ vào ba lô rời khỏi nhà trên đường Liên khu 8 đến 9, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân rồi biệt tích. Khi đi em mặc áo xanh, quần jean lửng, mang ba lô hình bông hoa và để lại một bức thư với nội dung: "Mẹ ơi, con đi làm xa, đừng gọi điện con không nghe máy đâu, hết hè con về." Theo thông tin chia sẻ, Giờ hiện đang là một học sinh lớp 7 của một trường trung học cơ sở ở quận Bình Tân và vừa bắt đầu nghỉ hè. Ngày 2 tháng 6, em giờ liên lạc về với gia đình, nói mình đã qua Campuchia làm việc. Em cho biết sẽ cố gắng để kiếm tiền nên cha mẹ đừng quá lo lắng. Khi đó gia đình mới táo hỏa khi biết con gái bị bán sang Campuchia. Theo lời người mẹ, trong những lần liên lạc với con gái, bà biết được em giờ bị bán nhiều lần, sang nhiều công ty làm việc. Ngày 24 tháng 8 mới đây, gia đình đã vay mượn, cầm cố dụng đất ở quê mới đủ số tiền 130 triệu đồng, chuộc bé giờ về nhà an toàn. Vụ lập biên bản phụ huynh không cho con tiêm vaccine COVID-19, lãnh đạo thành phố Móng Cái nói gì? Việc Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, thành phố Móng Cái lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế với phụ huynh khi không cho con tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trao đổi với phóng viên Việt Nam Net hôm nay, ngày 5 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Hồ Quang Huy khẳng định chưa hề có biên bản xử phạt mà mới có biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế của Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú đối với phụ huynh không cho con tiêm đầy đủ vaccine phòng COVID-19. Theo ông Huy, việc lập biên bản vi phạm hành chính và việc xử phạt là hai khái niệm khác nhau. Lập biên bản vi phạm hành chính là để ghi lại hiện trạng, hành vi và cam kết của người dân. Từ biên bản chuyển thành xử phạt là một trạng thái khác. Trong biên bản của Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, việc hẹn ông Ca tới trụ sở vào ngày 6 tháng 9 để giải quyết vụ việc nhằm trao đổi, tuyên truyền, thay đổi nhận thức về việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Trước đó, ngày 4 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh đã có biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực y tế đối với một số phụ huynh vì không cho con đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ. Nội dung một biên bản nêu rõ, Ông Ca sinh năm 1984, trú ở khu 2, phường Trần Phú, có hành vi vi phạm hành chính, không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Cũng trong biên bản, người vi phạm nêu lý do là không đồng ý cho con tiêm chủng vaccine phòng covid-19. Ông Ca không ký biên bản vì lý do tôi không vi phạm hành chính thưa quý vị mục điểm tin tối của dkn news đến đây xin tạm dừng cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo